Sau đây là một số tin tức về hoạt động thăm tặng quà các đơn vị quân đội cùng các doanh nghiệp, nhà hảo tâm chung tay phòng chống đẩy lùi dịch bệnh. Sáng nay tại kho K60 quân khu 7, Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội và đại diện tập đoàn Tân Hiệp Phát đã tiến hành trao tặng 1.000 thùng nước giải khát Dr. Thanh cho đại diện Cục Hậu cần quân khu 7. Số quà tặng này sẽ được Cục Hậu cần quân khu 7 chuyển về các khu cách ly của quân khu, kịp thời hỗ trợ, động viên tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ đang trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tại các khu cách ly tập trung và các công dân đang cách ly tại đây. Nhằm hỗ trợ cho các phóng viên đảm bảo an toàn trong khi tác nghiệp về dịch bệnh, sáng nay, nhà máy Z176 Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng cũng đã tặng Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội 1.000 chiếc khẩu trang vải kháng khuẩn. Đây cũng là món quà rất thiết thực để động viên các phóng viên yên tâm thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền về dịch bệnh. Hôm qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai đã tiếp nhận 500 bộ quần áo y tế chống dịch COVID-19 do một đơn vị tại Hà Nội cùng các nhà hảo tâm trao tặng. Đây là món quà hết sức cần thiết và ý nghĩa trong thời điểm cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Lào Cai đang căng mình thực hiện nhiệm vụ quản lý đường biên, cửa khẩu và các biện pháp phòng chống dịch. Trước đó, các đoàn viên thanh niên của hai chi đoàn trường Trung học Phổ thông số 1 thành phố Lào Cai và chi đoàn phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Lào Cai đã tới thăm và động viên các cán bộ chiến sĩ biên phòng tại 4 chốt kiểm soát trên biên giới thuộc đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai. Dù cuộc sống đang còn nhiều khó khăn vì phải nuôi các con ăn học, song trước nhu cầu cần sự chung tay của cả cộng đồng chống dịch COVID-19, ông Hà Khoa ở xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đã chủ động viết đơn xin hiến một phần diện tích đất của gia đình với mong muốn góp sức mình cùng chính quyền đẩy lùi dịch bệnh. Chính quyền sẽ bán mảnh đất này và số tiền thu được sẽ dành cho quỹ phòng chống dịch COVID-19 của địa phương. Diện tích đất ông Hà Khoa hiến có chiều ngang dài 15m ở ngay mặt tiền đường. Ở ngay mặt tiền đường Hồ Chí Minh, sau lưng là hồ thủy điện Giao Quán. Một số miếng đất ở vị trí tương tự được bán với giá khoảng 20 triệu đồng một mét ngang, nên diện tích đất của ông Khoa hiến cho chính quyền có giá khoảng 300 triệu đồng. Giá trị đó so với một người nông dân còn nhiều khó khăn là khá lớn. Song với ông Hà Khoa thì không mất nhiều thời gian để đưa ra quyết định hiến đất. Ông chia sẻ, là công dân thì tôi cũng muốn ủng hộ một chút, đồng hành cùng chính phủ chống dịch cũng coi như là phòng bệnh cho mình. Đồng thời tôi cũng muốn kêu gọi mọi người, người ít, người nhiều, để có phong trào, có trách nhiệm để lan tỏa ra toàn xã hội. Lãnh đạo UBND huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị cũng mong rằng hành động cao đẹp của ông Khoa sẽ lan tỏa sâu sắc đến các cá nhân, tổ chức, mạnh thường quân trong và ngoài huyện để chung tay thực hiện tốt công tác phòng chống dịch. Dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp nên quy định bắt buộc đeo khẩu trang khi ra đường được nhân dân thực hiện nghiêm túc. Để hỗ trợ người dân nghèo có đủ khẩu trang phòng chống dịch bệnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, huyện Cần Giờ cùng lực lượng Bộ đội Biên phòng đã phát động phong trào may khẩu trang tặng các hộ gia đình người nghèo, người cao tuổi. Hoạt động này đã và đang được các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, Bộ đội Biên phòng đóng quân trên địa bàn tích cực hưởng ứng. Tranh thủ tận dụng những thời gian giờ nghỉ, ngày nghỉ, hơn một tuần nay, các chiến sĩ đồn biên phòng Cẩn Thành cùng với lực lượng đoàn viên, thanh niên, phụ nữ thị trấn tổ chức thành từng nhóm nhỏ may khẩu trang để trao tặng cho người dân trên địa bàn đóng quân. Những chiếc khẩu trang vải này bảo đảm tiêu chuẩn kháng khuẩn, che chắn bụi và có thể giặt sạch để tái sử dụng nhiều lần. Việc làm ý nghĩa này đang tạo sức lan tỏa mạnh mẽ. Nhiều mạnh thường quân, các hộ tiểu thương tự nguyện đóng góp tiền, vật dụng cùng chung tay may khẩu trang. Trong bối cảnh mà bùng phát cái dịch bệnh lần này, thì đồn biên phòng Cần Thạnh cũng phối hợp với lại các đoàn thể xã hội trên địa bàn thị trấn, những hội phụ nữ, đoàn thanh niên, vận động các cái mạnh thường quân, chăm lo và tặng nước rửa tay, rồi khẩu trang y tế và máy đo thân nhiệt để phục vụ cho công tác kiểm soát và phòng dịch trên địa bàn. Đối với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện thì vận động cũng trên 3.000 cái để trao tặng cho các cái hộ nghèo. Riêng Hội Phụ nữ các xã thị trấn thì đến thời điểm này thì cũng đã phối hợp với lại các cái ban ngành đoàn thể cũng như là các cái đồn biên phòng ở tuyến Cần Giờ hỗ trợ cũng như là tự may thì đến thời điểm này cũng trên 8.000 cái. Dự kiến tuần tới thì khoảng 4 đến 5.000 cái khẩu trang nữa các chị tự may
đối với các xã thị ở các xã thị trấn để trang bị cho các chị em cũng như các cái hộ dân trên địa bàn của các xã thị trấn trong cái công tác phòng chống dịch này. Đến thời điểm này, Hội Liên hiệp Phụ nữ cùng Ban Chỉ huy quân sự các xã, thị trấn và lực lượng bộ đội biên phòng đã phát gần 10.000 khẩu trang miễn phí cho người dân nghèo, người cao tuổi, đồng thời tổ chức tuyên truyền cho các hộ dân nắm rõ tình hình dịch bệnh và thêm yên tâm ủng hộ, đồng hành với các chủ trương phòng chống dịch bệnh của Đảng, Nhà nước và thành phố. Việc làm này rất là tốt đó chứ, việc làm rất là tốt, có vậy là người dân rất là phấn khởi. Từ chỗ đó mà chia sẻ một cái khẩu trang thì người ta biết mình đã có chăm lo. Thì cũng cảm ơn chính quyền đã quan tâm đến người dân, khi có dịch đến rồi phải, ta cũng chăm lo cho người dân mình. Những chiếc khẩu trang nghĩa tình quân dân ở tuyến biên giới biển Cần Giờ tuy là việc làm nhỏ nhưng mang ý nghĩa thiết thực, góp phần nhân lên sức mạnh cộng đồng cùng chung sức chiến thắng dịch bệnh.